Tháng 3 tới rồi các bạn ạ, mình biết các bạn nam đang rất vui vì có cơ hội thể hiện tình cảm với các bạn nữ trong tháng này. Thế nên với tinh thần xây dựng cộng đồng của The Reviewer, tôi cũng sẽ góp vui bằng một câu chuyện tình yêu giữa các bạn nam với nhau. Hot boy nổi loạn, một buổi chiều tà nắng cực như mọi chiều khác ở thành phố Sài Gòn. Ở một công viên vắng hơn cả đợt đại dịch, một người đàn ông tên Đông mặc quần đùi xanh đang gập bụng vì muốn khỏe đẹp thì phải tầm thế nào. Đông đang gặp thì gặp phải Khôi, một thanh niên ra công viên tìm phòng trọ, và từ tình cờ làm sao, Đông cũng đang muốn xe phòng. Khôi vui lắm, vì vừa lên Sài Gòn đã có người muốn giúp mình. Đi theo Đông, ngắm cái phòng xem có ưng cái bộ không. Vừa mở cửa phòng, họ đã thấy một người đàn ông khác đang hở mông nằm ngủ, đó là Lam, người yêu của Đông. Khôi vì lịch sự nên không hỏi linh tinh. Đông vì lịch sự nên bảo Khôi nộp tiền xe phòng ra đây luôn đi không quên. Chàng trai nông thôn rút ra sập tiền nhiều chục triệu đồng từ trong vali. Ui, nhà có hai con mèo đáng yêu quá này. Tôi xin lỗi vì sự mất tập trung, nhưng mà em Huy đáng yêu vãi. Sau khi đóng tiền xong, Khôi đi tắm, không hay biết rằng quần áo của mình đã bị Lam cuỗm bằng sạch. Còn mấy chục triệu đồng đâu ta? Đông mò vào phòng tắm, giật lấy chiếc bóp của chàng trai cả tin. Khôi chưa chui hết xà phòng, tông ngông vội đuổi theo bọn ăn cướp, nhưng chúng nó mặc áo trùm cuối để cộng thêm điểm nhanh nhẹn, sao mà đuổi kịp. Hai tên gian ác gặp nhau ở quán cà phê, vui mừng khôn xiết, trả bù cho Khôi, hỏi thăm xung quanh, chả ai biết hai kẻ xấu xa này là ai. Thế là Khôi toan lấy đầu đĩa và tivi trong nhà bán gỡ chút đỉnh, thì bị bà chủ nhà quát cho thụt hết cả vào trong. Cậu bé trốn ra gầm cầu mới dám khóc trong cay đắng. Còn lũ người ác thì lại thường sống thảnh thơi. Đông bỏ lại Lam ở quán cà phê cùng hai con mèo, cầm số tiền vừa scam được bay ra Hà Nội. Tưởng chừng đó sẽ là cú sốc với Lam, nhưng ở đâu lại là sự giải thoát. Và thời điểm này cũng là lúc chúng ta được manh nha giới thiệu về nghề nghiệp thật sự của Lam. Anh là một trai bao, và cái mông hở ra từ đầu phim là một cài cắm đắt giá. Mạng internet đã giúp anh có những đồng tiền bẩn, nhưng bù lại anh có một căn trọ ngon đét ở quận 1 với hai con mèo của bạn trai cũ. Thật ra hôm ra nét chỉ là hy hữu, chứ Lam cũng có địa chỉ công tác đàng hoàng, một con vỉa hè có cả anh Dương Lâm Đồng Nai hồi chưa ra rẻ. Nhưng có một người tên Long nhìn Lam với ánh mắt cực kỳ si tình. Long trò chuyện với Lam nhiều thứ khiến Lam cười. Nói chung cuộc sống của Lam đang ổn, hoặc ít ra là Lam thấy thế. Vậy người mà anh lừa giờ ra sao? Khôi sau lần khóc dưới gầm cầu đã chuyển lên ngồi mặt đần thối ở thân cầu, nhưng đau buồn không thể lấp đầy được cái bụng rỗng. Khôi quyết định đi làm kiểu vạn một cách đầy hướng nội. Anh lù lù không nói không rằng gì mấy, mồm anh chỉ mở khi đút cơm vào. Chắc vì sợ nói chuyện với người thành thị thì lại bị lừa. Khôi nhặt ít quần áo si bán ở vỉa hè, vì cái áo ba lỗ của anh còn si hơn cả quần áo ở đây mất rồi. Không được ở nhà trọ quận 1 như ai đó, Khôi phải ngủ ở cái phản giữa biển người đang chảy rãi. Nghĩ tích cực thì Khôi đẹp dai mẹ nhất cái phản, an ủi phết. Ngày qua ngày, Khôi vẫn khuân khuân vác vác, mặc đồ si, ngủ ở cái phản, và thỉnh thoảng về dò lại các nhà thuê xem bọn scammer có xuất hiện không. Công việc nặng nhọc, rủi ro cao, lại còn thiếu đồ bảo hộ, Khôi trượt từ mái nhà xuống một cái bịch, hết lao động. Các bạn nhớ Lam chưa? Cuộc sống của Lam đang yên bình thì con đũa tình yêu cũ gọi tới. Đông gọi cho Lam, chắc Đông hết tiền rồi. Lam gay gắt lắm, anh tắt ngay điện thoại khi nghe giọng nói của tên chó đẻ. Rồi Lam ngồi kể với Long, Đông là mối tình đầu đầy dây dứt, họ nên duyên sau một lần Đông đái bậy. Nhưng tình yêu dẫu có đẹp đến mấy cũng bị cơm áo ghì sát đất. Đông lừa Lam tiếp khách lần đầu tiên, hắn bảo Lam chơi sâm, truy sâm. Sáng hôm sau, Lam mới biết mình bị lừa. Anh lao vào Đông như một con điên vừa truy sâm, toan bỏ nhà đi nhưng chợt nhận ra đồ mình toàn thằng bồ mua. Câu chuyện đầy cảm động khiến Long muốn ngủ với Lam. Long thật cơ hội, nhưng mà Long gạ hai lần liền một cách đầy khao khát. Nhưng Lam say lâu, chắc vì hôm nay tới tháng, hay nói hôm na là đang tiêu chảy. Sau nhiều lần gọi điện nhưng bất thành, Đông quyết định đến luôn cơ sở làm ăn của Lam dình cho tiện. Đông đe dọa Lam, đòi Lam quay trở về ngày xưa. Lam đá Đông vào chỗ mà Đông bị sợ đá nhất, rồi bỏ chạy như trong các game sinh tồn. Trên đường chạy của mình, Lam đi qua một con chợ và thấy Khôi đang nằm ngủ vật vờ, chân tay bó bột. Lam động lòng trắc ẩn, về phòng và lấy quần áo túi sách trả lại cho Khôi. Khôi thấy đồ của mình, la làng chửi rủa, chửi miết chả thấy thằng nào phản hồi. Thế là Khôi đi mua bánh bao ăn lấy sức. Trên đường lết về chợ, Lam xuất hiện, ánh mắt đầy sắc sảo. Khôi dồn hết căm hận lao vào tên lừa đảo, nhưng sức người đang bó bột, đánh rắm có khi còn hụt hơi. Khôi không thể chiếm được lợi thế, và thế là Lam đặt lên môi Khôi một nụ hôn, vỗ về sự giận dữ của người mình mới lừa. Tiếp theo, Lam muốn Khôi về ở với mình, vì mèo nhà Lam chỉ biết meo meo, không biết tâm sự. Hai người về nhà thuê ở quận 1, Lam chăm sóc cho Khôi, tay em bị thương rồi, cởi đồ ra đi anh lau cho. Nhưng ai dè, Lam không chỉ dừng lại ở lau tay, Lam còn lau cột nữa. Cả hai rất hòa quyện, thứ mà Lam còn chưa từng cảm nhận từ Đông. Sáng hôm sau, Lam lại tỉnh dậy hở mông, không thấy bóng dáng ai bên cạnh, tưởng Khôi trốn rồi. Thì may quá, Khôi chỉ đang mua đồ ăn sáng. Trong khi đường tình của Lam đang rộng mở, lát nhựa và tươi mới, thì Long trong một lần đi khách bị uính cho què giò mà không rõ lý do. Báo quá báo, Lam lại phải cho Long tiền bó bột. Quá nhiều người bó bột và quá ít người bị STD so với một bộ phim nói về người bấm gian. Mối lương duyên của Lam đẹp như trong truyện Đan Mỹ, nhưng mà rồi mâu thuẫn cũng phải xảy ra. Khôi không muốn Lam làm đũy nữa, đừng bán dâm nữa em,
đi bán sách với anh đi. Lương 2 triệu, làm từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, vừa bằng thu nhập của Lam trong 30 phút. Hoặc 10 phút nếu khách yếu. Lam từ chối là điều đương nhiên, vì cho rằng cuộc sống này là số phận của mình và mong rằng Khôi cũng hãy chấp nhận, rồi điều gì tới cũng phải tới. Đông mò ra được nơi mà đôi uyên ương đang cư trú, hắn lại ngỏ ý muốn chơi sân và xin tá túc. Gạn mãi không được nên hắn động tay động chân. Lam đã không còn hiền hậu như xưa, xiên vào chân Đông một phát ngọt xớt, khiến hắn chừa, từ nay không dám xà lơ nữa. Sau lần đó, Khôi cảm thấy tình yêu của Lam có phần kỳ lạ. Sao anh nói yêu Khôi mà nhất định không bỏ nghề, phải thử thách anh mới được. Và thế là Khôi ra chỗ Lam đón khách, một phần đón khách, chín phần chiêu ngươi. Lam cũng nổi giận một tí nhưng cuối cùng cũng giúp Khôi trả giá. Được giá, Khôi lên xe, phóng vèo đi, bỏ lại nỗi đau vây kín trong lòng Lam. Lần đầu tiên, Lam hiểu cảm giác chờ đợi người yêu đi khách về là như thế nào. Khôi trở lại, mang theo bữa sáng, hai người quánh nhau như hai con điên, không thể chịu đựng được nữa. Khôi bỏ đi, Lam đau khổ lắm. Anh quyết tâm mình phải có thật nhiều tiền rồi mới tìm Khôi. Anh đốt cháy giai đoạn bằng cách cướp của khách. Khách đi bê đê, đâu dám báo công an đâu, ai nhục biết liền. Nhưng quả báo đến sớm hơn Lam nghĩ. Một đêm đẹp trời, ve kêu điếc tai, Lam cũng tính cướp của khách y như lần trước, thì lại đụng ngay khách cũ từng bị lừa và bị dàn cảnh đánh bê đê. Lam bị gậy gỗ phang đến tê dại, lột hết đồ, nằm hở mông lần cuối trên bãi cỏ hoang vắng không ai hay. Ở một vỉa hè không gần đó, có một nữ ca ve trông cũng không có gì là yêu đời. Cô cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc có một ông bán đồng nát lùn xỉnh luôn lo lắng cho cô. Bao đồng là ông bán đồng nát bị bảo kê chửi đánh đuổi thẳng cổ. Thế là gã lùn ăn trứng vịt lộn để giảm đau. Nhưng lạ thay, hắn không ăn trứng mà quyết định về ấp cho nó nở. Có lẽ vì cuộc sống của hắn quá cô độc. Gã khoe với cô ca ve về quả trứng vịt mình đang ấp. May thay, cô là cựu sở hữu của một chuồng vịt nên kinh nghiệm lắm. Chia sẻ bí kíp ấp trứng thành công 99% cho gã. Ngày qua ngày, gã lùn ấp trứng như ấp con. Và rồi sau một hôm đi ve chai về, thiên thời, địa lợi, cống thối, trứng nở ra vịt. Gã lùn nằm trên con ghe bỏ hoang, aka biệt phủ của mình, rơi nước mắt. Gã lùn đi khoe khắp nơi về sinh linh bé nhỏ lông vàng vừa chào đời, chăm sóc nó từng miếng run miếng dế. Và tất nhiên, không thể thiếu được việc khoe cô ca ve. Điều này khiến cô nghĩ về đàn vịt chết vì cúm gia cầm của mình, điều mà đã đẩy cô làm ca ve. Đang điếp giờ, bọn ma cô lại đến chửi đánh, còn định vịt xào măng. Cô ca ve lấy hết sức bình sinh, đòi lại con vịt cho gã lùn, rồi ăn đòi một mình cho nó hương nội. Nhưng cuộc sống luôn có những bước ngoặt, và với cô ca ve là hôm cô rụng râu. Cô đến cái ghe bỏ hoang của gã lùn để thăm con vịt. Hôm nay cô rụng râu nên không đi khách được. Đi mà nói điều đó với bọn ma cô ấy, tụi nó kéo đến đây, bắt cô tụt quần ra để kiểm tra. Đánh cho gã lùn, lùn đi vài phân và nằm bất tỉnh. Toan lấy con vịt về xả xui nữa chứ. Cô ca ve tức nước vỡ bờ, mò tạm tảng đá, cứ nhè hai tên ma cô mà đập bôm bốp. Cô đã phạm tội sát nhân, sợ sệt, chạy xe trong đêm tối. Thì ra, những con người ở quanh đây đều khổ, mà chẳng bao giờ thấy họ than thở điều gì. Một cái kết đầy hướng nội cho một bộ phim bia đia. Tôi là Châu Huệ Linh, đừng quên đăng ký các kênh của hệ thống The Reviewer. Còn bây giờ thì, see ya!